Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay 24 tháng 3. Ngay sau đây sẽ là các thông tin thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Dự báo mùa hè năm nay nắng nóng kỷ lục. Tây Nam Bộ xâm nhập mặn tăng cao trong 7 ngày tới. Cảnh báo mực nước biển dâng nhanh do El Nino. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng năm nay sẽ đến sớm, số đợt nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Mức độ nắng nóng cũng gay gắt hơn, nhiều kỷ lục nhiệt độ có thể được thiết lập. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm nay, nắng nóng đến khá sớm, dự báo gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Có thể xuất hiện các kỷ lục nhiệt độ. Cụ thể, ngay từ tháng 1, Đông Nam Bộ đã đón những đợt nắng nóng đầu tiên và liên tục ghi nhận nắng nóng trong tháng 2 và 3. Chỉ tính riêng một tháng qua, khu vực này đón hai đợt nắng nóng vào các ngày 22 tháng 2, mùng 4 tháng 3 và ngày mùng 8 đến 20 tháng 3, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Những ngày đầu tháng 3, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên cũng xuất hiện những ngày nắng nóng cục bộ. Riêng ngày mùng 5 tháng 3, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng. Sang ngày mùng 6 tháng 3, nắng nóng duy trì ở khu vực Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Trong đó, nhiệt độ đo tại Hà Tĩnh ngày mùng 5 tháng 3 là 38,5 độ, là mức nhiệt cao nhất trong tháng 3 ghi nhận tại khu vực được coi là chảo lửa miền Trung. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ. Trong đó, gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4 đến tháng 6 năm 2024. Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì ở miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5. Trong tháng 7 và tháng 8, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong ngày hôm nay 24 tháng 3. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Thành phố Vinh, trời quang mây, nhiều nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thành phố Huế, ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Đà Nẵng, trời trong xanh, ít mây, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thưa quý vị, từ đầu tháng 3 đến nay, xâm nhập mặn đã lấn sâu thêm vào trong nội đồng, liên tục ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Theo kỳ chiều cường rằm tháng 2 âm lịch, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng dần từ nay đến giữa tuần, sau đó giảm dần. Độ mặn tại các cửa sông chính được dự báo sẽ tiếp tục vượt ngưỡng sinh hoạt và phục vụ sản xuất. Theo dự báo, từ ngày 24 đến 26 tháng 3 tới sẽ là giai đoạn xâm nhập mặn cao điểm của đợt này. Danh mặn tại các cửa sông chính có thể lên đến 4 phần nghìn. Mức độ mặn này không thể lấy được từ nước ngọt để sinh hoạt hay sản xuất. Mặn sẽ lấn sâu vào khoảng 60 km. Đặc biệt trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, phạm vi xâm nhập mặn có thể lên tới từ 70 đến 90 km. Cùng đó, nước từ thượng nguồn về thấp bất thường do trướng lại đang mạnh lên có thể làm mặn tiến vào sâu hơn so với dự báo thêm từ 5 đến 10 km. Độ mặn lấn sâu vào trong sông, kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là ở các tỉnh nằm giáp biển. Do đó, người dân cần phải thường xuyên kiểm tra độ mặn trước khi lấy nước và chủ động tích trữ nước ngọt để đảm bảo cho việc sản xuất được thuận lợi. Mới đây, cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA cho biết, mực nước biển đã dâng 76mm trong giai đoạn năm 2022-2023. Đây là mức tăng gấp gần 4 lần so với giai đoạn 1 năm trước đó. Nhìn chung, mực nước biển đã tăng khoảng 101mm kể từ năm 1993. Tốc độ mực nước biển dâng lên cũng nhanh hơn, cao hơn 2 lần, từ mức trên 1,7mm một năm vào năm 1993 lên hơn 4,3mm một năm ở thời điểm hiện tại. Phân tích của NASA dựa trên hơn 30 năm quan sát vệ tinh, với lần phóng vệ tinh đầu tiên vào năm 1992 và lần phóng vệ tinh mới nhất là vào năm 2020. Với tốc độ hiện tại, mực nước biển trung bình toàn cầu đang trên đà tăng thêm 20cm từ nay đến năm 2050 và sẽ cao gấp đôi trong 30 năm tới so với thế kỷ trước, khiến lũ lụt xảy ra thường xuyên với mức độ thảm khốc hơn trong tương lai so với hiện tại.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự gia tăng đột biến đó là do hiện tượng El Nino thay thế hiện tượng La Nina từ năm 2021 đến năm 2022, khi mực nước biển dâng khoảng 2,03 mm. Bên cạnh đó, yếu tố con người rõ ràng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này. Nhóm người theo dõi mực nước biển của NASA và chương trình vật lý đại dương ở Washington cho biết, với tốc độ hiện tại, mực nước biển trung bình toàn cầu đang trên đà tăng thêm 20 cm từ nay đến năm 2050. Con số này sẽ cao gấp đôi trong 3 thập kỷ tới so với thế kỷ trước, khiến lũ lụt xảy ra thường xuyên với mức độ thảm khốc hơn trong tương lai so với hiện nay. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho 3 miền trong ngày hôm nay 24 tháng 3. Tại Bắc Bộ nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, sáng sớm và đêm trời rét. Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, vùng núi sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 27 đến 30 độ, phía Nam từ 30 đến 33 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Riêng miền Đông từ 35 đến 37 độ. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai 25 tháng 3. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!